Ô tô 360 xin kính chào tất cả quý vị đã đăng ký và theo dõi kênh Ô tô 360. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ô tô 360 sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn một chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua được, tức là vừa mới nhận được từ chủ xe giao chúng tôi đây. Chúng tôi vừa thanh toán tiền cho chủ xe và nhận xe xong, tôi đã quay lên đây ngay để cho quý vị và các bạn cùng xem. Thưa quý vị và các bạn, đây là chiếc xe Mazda 3 bản hatchback. Chiếc xe sản xuất năm 2017. Chiếc xe này đã là bản facelift rồi thưa quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này còn rất đẹp và mới nguyên bản. Tất nhiên là do chiếc xe này tôi vừa mới nhận từ chủ xe nên chưa có thể rửa sạch sẽ được. Và xung quanh xe cũng có phần nhiều phần xước nhẹ. Chúng tôi cũng chiếc xe này đây để quý vị và các bạn cùng xem. Chiếc xe này được đăng ký tên tư nhân Hà Nội. Biển số rất đẹp thưa quý vị và các bạn. Chiếc biển số là 30E 8787, rất đẹp đấy ạ. Nhất là ai mà năm sinh là 87 sử dụng chiếc xe này quá tuyệt vời ạ. Biển số cũng rất đẹp đấy. Thưa quý vị và các bạn, chiếc xe này còn chạy rất ít. Sau đây tôi sẽ quay toàn bộ sơ sơ qua để cho quý vị và các bạn cùng xem lại. Sau khi chúng tôi sẽ rửa nhẹ, dọn dẹp, đánh bóng để khi quay lại thì quý vị và các bạn xem nó đẹp hơn như thế nào. Còn hôm nay thì tôi sẽ quay cả như thế này để giới thiệu đến quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đi xem lại xe, tắt đi cửa bên lái, vị trí ghế lái đây là cái vị trí mà người dùng xe là nhiều nhất đấy, mà nó vẫn rất là đẹp mới như thế này rồi. Như vậy các bạn cũng xem qua phần yên ngựa thì đã được bỏ phần thân tay cơ và phanh tay để chuẩn bị cho các bạn cái này đấy. Các bạn cũng có thể xem qua cái này để biết ngay là Facebook hay là bạn thường rồi đấy. Phần tay cửa phụ phía sau và phần ghế ngồi phía sau cũng còn đang rất do chủ xe đang sử dụng mà chúng tôi mua về nhưng chưa dọn dẹp, chưa hút bụi và đem vào đây quay ngay. Tôi sẽ quay chi tiết về cái phần vô lăng, cần số cũng rất là mới, cần số cũng rất là mới, táp luôn còn mới nguyên, táp bi cửa cũng rất là mới. Các bạn có thể nhìn thấy những vạch sơn xanh đỏ ở bề mặt lốp đấy.